Chào mừng bạn đã quay trở lại với Spy Room và đây là bài viết Bạn biết gì về mỡ béo của Thanh CJ đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, bây giờ chúng mình hãy bắt đầu bài viết này nha. Người thừa cân có thể dùng chất béo, mỡ động vật như một loại thức ăn tốt cho việc giảm cân và giảm mỡ. Đây có lẽ là câu mở đầu bất ngờ cho nhiều người. Tôi biết gì về chất béo của mình? Để biết được thì bạn phải biết cơ chế đi vào và hoạt động của chất béo trong cơ thể như thế nào đã. Bắt đầu từ việc ăn uống, tất nhiên chất béo chỉ có một lối vào này thôi. Khi vào miệng, chất béo chỉ được nhai, không có tiêu hóa gì ở đây cả. Sau đó, một ít chất béo và protein được tiêu hóa ở dạ dày. Và dạ dày chỉ có nhiệm vụ tiêu hóa hai loại này. Cho nên, bạn đừng ngạc nhiên khi đọc được những thông tin kiểu sau hơn 2 giờ mà sợi bún vẫn còn nguyên hình dạng trong dạ dày. Không phải là do người làm bún bỏ vào cái chất bảo quản gì đó khiến bạn không thể tiêu hóa được đâu. Mà là vì dạ dày khi đã tiết ra axit rồi thì nó sẽ không tiêu hóa tinh bột nào cả. Khi được đẩy vào ruột non thì dịch tụy, dịch ruột và quan trọng nhất là dịch mật sẽ giúp tiêu hóa phần lipid trong thức ăn. Ở đây, sau khi xử lý xong, chất béo sẽ được hấp thụ qua thành ruột non dưới dạng axit béo và glycerol. Còn những thành phần thừa khác như cholesterol, vâng, là cholesterol xấu xa bạn vẫn thường nghe trên báo đài đấy, sẽ không bị đào thải mà được hấp thu qua chỗ khác. Quay trở lại chỗ axit béo và glycerol, sau khi hấp thu, nó sẽ tổng hợp lại thành lipid và được đưa vào máu. Và phần lớn, khoảng 70% lipid hấp thu được sẽ được đưa vào hệ bạch huyết. Vâng, hệ bạch huyết đấy, bạn không nhầm đâu. Như vậy, đa số lượng chất béo mà bạn ăn vào, nó sẽ đi vào hệ bạch huyết. Đến đây, xin dừng phần tiêu hóa chất béo. Bây giờ đến lượt phần những câu hỏi đặt ra. Và câu hỏi thứ nhất, bạn biết gì về hệ bạch huyết? Hệ bạch huyết là nơi thu lấy nhiều chất béo nhất sau quá trình tiêu hóa. Lâu nay thì chất béo ít được coi trọng nên hệ bạch huyết cũng ít được nhắc đến. Hệ bạch huyết chính là doanh trại của những đội quân hùng hậu sẽ bảo vệ cho cơ thể của bạn đó. Hệ bạch huyết bao gồm các loại tế bào mà tôi muốn gọi tên chung là bạch cầu. Hệ bạch huyết có những dạng nhỏ như dạng túi, hệ này không có tim để đẩy những hệ tuần hoàn mà nó dựa vào hoạt động của các cơ bắp xung quanh để di chuyển hoặc được bơm vào hệ tuần hoàn cũng theo cơ chế này. Cho nên, khi nào bạn có cảm giác bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thì hãy đứng dậy vận động cơ bắp một chút để bơm bạch cầu vào máu nha. Đến đây thì các bạn đã thấy tầm quan trọng của chất béo đối với hệ thống miễn dịch rồi chứ. Nếu thiếu hụt các axit béo bão hòa trong các bạch cầu thì sẽ làm giảm đi khả năng nhận biết và tiêu diệt những kẻ lạ xâm nhập vào cơ thể. Câu hỏi thứ hai, sỏi mật là do đâu? Số người bị sỏi mật tôi gặp là khá ít, nhưng nếu ai đó làm việc ở bệnh viện thì chắc gặp nhiều. Nguyên nhân của sỏi mật thì vẫn còn đang được bàn cãi, rất nhiều thứ khác cũng đang ở trạng thái bàn cãi này. Nhưng có một nguyên nhân được nêu ra là do ăn nhiều chất béo. Mật chính là nơi chứa dịch mật để tiêu hóa chất béo. Khi chất béo đến tá tràng sẽ kích thích sự co bóp của túi mật để đẩy dịch mật vào tá tràng nhằm tiêu hóa chất béo. Nếu theo cơ chế này thì tại sao lại có sự kết tủa của các khối cholesterol, thành phần chính của dịch mật trong túi mật? Bình thường, dịch mật rất loãng, thành phần chủ yếu là cholesterol và các loại muối khoáng. Dòng mật loãng này sẽ chảy vào tá tràng để tiêu hóa chất béo. Vậy thì nguyên nhân nào khiến nó trở nên cô đặc và hình thành sự kết tủa? Chính là do nó không liên tục luân chuyển, tức là không được đẩy vào tá tràng và sản sinh lượng dịch mật mới, mà khi sinh ra nó không được sử dụng và nằm ở đó suốt một thời gian dài và cô đặc lại. Chẳng phải đây là chế độ ăn ít béo đó sao? Thử xem xét toàn bộ cơ thể của bạn, có cơ quan hay bộ phận nào của bạn hoạt động theo đúng chức năng của nó mà trở nên suy yếu chưa? Cơ bắp vận động nhiều, bộ não suy nghĩ nhiều, tim đập nhiều do vận động thể thao, chúng có trở nên suy yếu không? Khớp xương bị thoái hóa là do vận động nhiều chăng? Nó chỉ suy yếu khi bạn nuôi dưỡng nó không đúng cách thôi. Cho nên, hãy để dòng mật luân chuyển thường xuyên bằng cách ăn chất béo đầy đủ.
Câu hỏi thứ 3, bạn biết gì về cholesterol xấu xa? Vâng, cholesterol là cái từ xuất hiện khá nhiều trên đài báo. Ví dụ, một dạng kiểu như dầu ăn thực vật không có chứa cholesterol. Đúng thế, tất cả các chất béo từ thực vật đều không có chứa cholesterol. Cholesterol chỉ có trong chất béo động vật, tức là mỡ. Để nói về cholesterol một chút, thì nó hiện nay được và đang mang tội là chất béo gây xơ vữa động mạch. Bạn hiểu thế nào về kết luận mỡ trong máu tăng cao của bác sĩ? Là tế bào mỡ có nhiều trong máu? Sai. Axit béo có nhiều trong máu? Sai. Chính là cholesterol có nồng độ cao trong máu. Nếu gán cho việc ăn mỡ là nguyên nhân gây ra bệnh về tim mạch, thì bạn hãy nghĩ lại điều này. Dù bạn có ăn mỡ nhiều thế nào, thì nồng độ cholesterol không tăng lên quá 10% đâu, bởi vì đa số, nói đúng hơn là 80% lượng cholesterol được sản xuất ra tại gan của bạn và chuyển vào máu. Được sản xuất nha, gan của bạn sản xuất nhiều cholesterol như thế mỗi ngày đấy, mà nó lại gây bệnh tim mạch. Bạn bắt đầu thấy lo chưa? Cho nên có nhiều người không ăn mỡ, nhưng cholesterol lại rất cao là vì vậy. Và cũng đồng nghĩa là có nhiều người ăn mỡ nhưng cholesterol trong máu lại thấp. Rồi, bạn thấy sự liên kết giữa ăn mỡ và bệnh tim mạch trở nên lỏng lẻo chưa? Còn nữa nha, nếu một bộ phận nào đó của bạn có cấu tạo gồm 70% thành phần là cholesterol và nó chứa 1/4 toàn bộ lượng cholesterol trong cơ thể bạn, thì bạn nghĩ bộ phận đó có quan trọng không? Bộ phận đó là bộ não của bạn đó. Chất cholesterol xấu xa có nhiều nhất trong bộ não. Đây chính là lý do cơ thể chúng ta buộc phải tự túc sản xuất cholesterol để sử dụng với số lượng lớn. Quay về với bệnh tim mạch, câu chuyện của 50 năm trước đã phán quyết cholesterol là thủ phạm, và bằng chứng là mỗi ca tử vong vì bệnh tim mạch đều tìm thấy lượng cholesterol cùng với các vữa máu gây nghẽn hệ thống tuần hoàn. Cơ chế nó như thế này, cholesterol trôi trong máu trên thuyền LDL và bám vào thành mạch máu. Bám vào nhiều làm cản trở. Khi mảng bám này và vữa máu tróc ra, trôi trên động mạch làm nghẽn đường đi của máu, gây nên đột quỵ. Nhưng thực tế, thành mạch máu rất trơn tru, việc bám vào đó là khó có khả năng xảy ra. Nguyên nhân chính là do mạch máu bị viêm hoặc thương tổn. Cholesterol giống như xe cứu thương đến nơi để chữa trị. Và mỗi khi chữa trị thất bại, tội lại đổ lên đầu xe cứu thương vì gây ùn tắc giao thông nơi nó dừng lại. Trong khi đó, ít ai chú ý đến tai nạn đã xảy ra trước đó khi xe cứu thương này chưa tới. Câu chuyện tiếp nữa là thuốc statins hạ cholesterol. Thị trường dược phẩm lớn nhất hiện nay có tác dụng hạ cholesterol và giảm tỷ lệ bệnh tim mạch. Như thế chẳng phải thuốc đã có tác dụng sao? Vâng, nhưng statin đồng thời làm giảm tiểu huyết cầu, làm cho máu khó đông và lại khó đóng nữa. Vì vậy, statin ngăn ngừa bệnh tim mạch, nhưng theo cơ chế này thì chả dính dáng gì tới cholesterol cả. Nói chung, uống statin là có tác dụng, nhưng không chắc là nhờ giảm cholesterol. Thôi thì tới đây để các bạn tự phán quyết xem cholesterol có tội không nha. À không, phải nói là mỡ béo có tội không nha, vì bài này nói về chất béo, và chúng ta sẽ tiếp tục còn bàn cãi về vụ này nữa. Câu hỏi thứ 4, vitamin trong mỡ béo. Các vitamin A, D, K và E là vitamin hòa tan được trong chất béo và có thể được vận chuyển trong cơ thể bởi chất béo. Qua cơ chế này, chúng dễ dàng được hấp thu vào cơ thể. Vitamin A là một loại vitamin thiết yếu cho con người. Vitamin A có rất nhiều trong gan các loại động vật, đồng thời gan cũng có rất nhiều cholesterol. Ngoài ra, các tiền chất của vitamin A cũng có ở thực vật. Nếu nói quả ớt đỏ chứa vitamin A thì chưa đúng. Chúng chỉ chứa tiền chất của vitamin A thôi. Và một điều vô cùng quan trọng ở đây, nếu như không có đủ lipid béo được tiêu hóa cùng, thì quá trình hấp thụ các tiền chất vitamin A này không diễn ra. Cho nên, để có thể hấp thụ tốt vitamin A từ thực vật, cần ăn kèm chúng với chất béo. Vitamin D kiểm soát hấp thụ canxi. Nó cũng có hai nguồn để đưa vào cơ thể, đó là từ thức ăn và một nguồn khác là từ một loại cholesterol. Tia cực tím trong mặt trời sẽ là năng lượng để bẻ gãy loại cholesterol để tổng hợp thành vitamin sau đó. Tất cả các thực phẩm chứa vitamin D đều có gốc động vật.
Câu hỏi thứ 5, ketosis là gì? Từ này đối với những người đã thực hiện việc giảm béo, giảm cân bằng phương pháp low carb thì không có gì xa lạ cả. Đây là trạng thái mà khi máu có nồng độ đường thấp và nhiều lipid thì trạng thái này được kích hoạt. Cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ việc chuyển hóa axit béo thành năng lượng. Quá trình này sinh ra ketone. Khi đã vào trạng thái ketosis thì cơ thể đã quen với việc đốt mỡ thành năng lượng và từ đó đốt các mô mỡ trong cơ thể, giúp giảm mỡ và giảm cân hiệu quả. Có rất nhiều tài liệu về quá trình này và ứng dụng của nó trong việc ăn kiêng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm chúng bằng từ khóa low carb diet ketogenic. Câu hỏi thứ 6, cơ thể dẻo dai nhờ ăn gì? Có một nghịch lý trong cơ thể bạn là thế này. Các tinh bột, đường sẽ được chuyển hóa thành đường glucose và thành phần cung cấp năng lượng cho cơ bắp, ngoài thể ketone. Khi lượng đường dư thừa trôi nổi trong máu và không dùng đến, nó sẽ được chuyển hóa thành glycogen lưu trữ trong gan và cơ bắp. Và nếu dư thừa nữa, thì nó sẽ được dự trữ trong cơ thể dưới dạng mô mỡ. Đường, tinh bột là nguyên nhân chính gây nên béo phì nha. Trong quá trình trôi nổi của glucose, xảy ra quá trình glycation là sự kết hợp giữa đường glucose và các protein hình thành AGES. Quá trình này chính là sự lão hóa cho cơ thể bạn. Thật không may, cái cung cấp năng lượng cho chúng ta là glucose lại chính là thứ làm cho chúng ta già đi. Quá trình glycation xảy ra có sự kết hợp giữa glucose và collagen là một loại protein, là thứ tạo nên sự dẻo và kết dính của các mô cơ thể. Collagen là protein quan trọng cho sự trẻ trung của da, xương và các bộ phận khác nữa. Khi collagen bị mất đi quá nhiều, da sẽ có nếp nhăn, xương sẽ trở nên loãng và dễ gãy, bởi vì xương cấu thành từ protein, collagen và canxi. Món ăn tốt để cho cơ thể dẻo dai không phải là đường và tinh bột. Để giảm đi lượng đường trong máu, làm chậm quá trình glycation thì hãy thường xuyên luyện tập thể thao để đốt đường. Tập thể thao nhiều thì cơ thể càng dẻo dai. Một loại thức ăn có chứa nhiều collagen đó là da lợn, thành phần rất gần với mô mỡ. Và nhiều collagen nhất chính là chân giò lợn, rất nhiều collagen và cũng béo ngậy nữa. Trạng thái ketosis là trạng thái mà ở đó nồng độ đường glucose trong máu ở mức thấp nhất và quá trình glycation cũng ở mức thấp nhất. Câu hỏi số 7, ăn chất béo gì, mỡ hay dầu thực vật? Mỡ chứa chủ yếu chất béo bão hòa, dầu thực vật chứa chủ yếu chất béo không bão hòa. Chất béo không bão hòa hay còn gọi là chất béo không no, tức là nó vẫn còn liên kết còn trống trong phân tử nên có tính oxy hóa cao, dễ dàng kết hợp ở góc liên kết còn trống đó với chất khác ở nhiệt độ cao hoặc tự biến thành hợp chất oxy hóa. Những hợp chất oxy hóa cao này dễ tác động lên protein của tế bào và ADN khi nó vào cơ thể và phá hủy cơ thể bạn bằng cách này. Vâng, dầu thực vật thực sự là một chất độc khi được nấu ở nhiệt độ cao. Ngoài ra, đa số dầu thực vật đang bán trên thị trường đều là sản phẩm qua xử lý chiết tách, lọc, khử mùi. Các vitamin và khoáng chất đã mất hoàn toàn trong quá trình xử lý này. Ăn ít dầu thực vật càng tốt. Tuy nhiên, dầu dừa là dầu thực vật nhưng có hơn 90% là chất béo bão hòa. Nó còn tốt hơn cả mỡ. Khi nhìn kỹ lại hệ thống tiêu hóa, bạn sẽ thấy cơ thể con người dù ăn tạp nhưng vẫn sinh ra để tiêu hóa nguồn gốc động vật nhiều hơn. Những loại củ quả nhiều tinh bột đều gây đầy bụng hoặc không tiêu hóa được nếu không được nấu chín. Thực tế thì con người mới chỉ ăn đồ ăn nấu chín được vài ngàn năm gần đây. Còn tổ tiên xa xôi của chúng ta đã nhọc công với cuộc sống nguy hiểm là đi săn. Chúng ta có thể ăn được các loại thịt sống mà không sao cả như tôm, cá sống, mực sống, trứng sống, thịt bò. Một số loại thịt do mùi nặng nên ít ăn sống thôi chứ vẫn ăn bình thường. Nhưng với những tinh bột còn sống như khoai, sắn, bắp, đậu, ăn sống sẽ là một hình phạt cực kỳ khó chịu cho ngày hôm sau. Và cuối cùng, điều thứ 8, những điều cần ghi nhớ trong việc ăn mỡ béo hay chất béo bão hòa. Đó là tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ sỏi mật, tăng hấp thu vitamin, đặc biệt là vitamin A và D, giảm cân, giảm béo, đẹp da và giúp cơ thể dẻo dai.
Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những bài viết như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.